À, xin chào mọi người, chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của nhóm review. Thì hôm nay nhóm xin giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn về cái máy nạp 89C FP200. Thì trên tay mình đây là bộ sản phẩm này. Bộ sản phẩm được linh kiện điện tử Minh Hà sản xuất và cung cấp, hiện tại đang được bán với giá là 200k. Đấy. Chúng ta cùng khám phá bên trong. Thì bộ sản phẩm gồm có đây một cái dây này, USB AB để kết nối với máy tính và một cái mạch nạp. Đây. Thì cái đây đây. Thì đây là cái mạch nạp này, có một cổng USB để chúng ta cắm cái dây hướng này vào là kết nối với máy tính này. Một cái cổng IDE/IB chúng ta có thể nạp bằng cái mạch nạp 3VR, 89AVR và cái đế này. Đế ở đây thì nó sẽ hỗ trợ các loại IC 8 chân, 20 và 40. Thì cái mạch này nó hỗ trợ những cái loại IC như sau. Thứ nhất là các bạn có thể lên trong web bán linh kiện này vào mục sản phẩm mạch nạp 89C FP200 và ở dưới này có các cái loại chip hỗ trợ này. Đấy. 89C này, 89S này. Đây Tega này. Đó thì nó sẽ hỗ trợ nạp nhiều loại file như là file hex, file BIM hoặc là file Motorola hay file Tektronix. Và giao tiếp qua chuẩn RS232. Đây các bạn để ý này. Nó giao tiếp qua con PL2303 đây. Đấy. Ok, thì tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành sử dụng nó nhé. Ở đây mình sẽ nạp thử con IC89S52. Đây. Thì cái mạch này nó hỗ trợ các loại C và loại S. Nó nạp theo cái chuẩn song song nên là tốc độ chắc chắn là sẽ nhanh hơn cái chuẩn nạp nối tiếp kia. Đấy. Các bạn cắm đúng chiều nhé. Chân 1 này. Đấy. Kết nối với máy tính. Kết nối với máy tính này. Để sử dụng được cái mạch nạp này, mình phải chuẩn bị một số cái phần mềm và driver như sau. Đây, có phần mềm ở trên trang web bán kiện có rồi. VCAP Pro. Đấy. Và các cái driver cho từng loại Win, Win 10, Win 7, Win XP, 32 bit và 64 bit. Thì đây mình sẽ tải về. Thì sau khi mình tải về này, các bạn sẽ có cái file đuôi chấm ra ở đây, các bạn giải nén ra. Đây, thì ở bên trong nó sẽ có các cái phần mềm này, các cái file hướng dẫn này, hoặc là các cái đấy hình ảnh thôi. Thì mình sẽ bật lên. Đây, đây là giao diện này. Thì các cái đây nạp này, đọc này, load file hex này. Đó. Thì khi mà các bạn cắm vào ấy, các bạn phải cần cài driver, đó là driver cho con IC giao tiếp là BL2303 đấy. Thì ở đây mình đã cài rồi nên nó sẽ nhận là cổng COM 6 này. Thì nếu mà máy bạn nào chưa nhận ấy thì các bạn vào đây và tải các cái driver ở đây về cài thì là ok. Đấy. Ở cái phần đây cũng có nói khá là chi tiết về cách sử dụng này. Đấy, mạch nạp chỉ hỗ trợ từ cổng 1 đến cổng 9. Thì ở đây là mình cổng 6 rồi thì không phải sửa. Nhưng mà các bạn từ cổng 10 trở lên ấy thì là phải đánh vào đây. Rồi sửa thôi.
Đấy, sửa nó từ 1 đến 9 là dùng được. Ok. Ok. Rồi. Đây, các bước này, khá chi tiết. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn này. Đây là giao diện phần mềm nhá. Đầu tiên thì chúng ta cần phải vào để chọn cái con IC mà mình muốn nạp chương trình xuống ấy. Đây này. Rồi device này. AT Mega. Thì ở đây là các cái loại IC nó sẽ hỗ trợ, các bạn có thể tìm tìm được xem là cái IC của mình có được mạch nạp hỗ trợ không. Đấy. Thì ở đây mình nạp cho con 89S52 đây. Mình sẽ chọn. Ok, ở đây có rất nhiều loại chip khác này. Đấy. Đây mình sẽ chọn là 89S52. Ok, thì tiếp theo chúng ta sẽ là vào Loadfile Hack này. Thì các bạn có thể chọn ở đây hoặc là Ctrl L hoặc chọn đây cũng được. Đấy, ở đây mình sẽ chọn là thử một cái code trái tim này. Ok. Ok. À đâu. Đây đây đây. Thì ở chỗ này này, các bạn sẽ chọn kiểu tên ấy là file hack hay là file bin hay monolog. Ok. Ok. Rồi, thì để nạp cái code này xuống, các bạn chỉ cần ấn auto là nó tự động nó nạp xuống thôi. Đấy. Nạp 0,3 giây, khá là nhanh. Nhanh hơn cái mạch nạp ISP AVR 89 AVR đấy. Đấy. Các bạn sẽ đọc lại nó lên. Đó và xóa. Đấy. Khá là đơn giản. Đấy, thì mình đã vừa hoàn thành hướng dẫn các bạn sử dụng cái mạch nạp SP200 để và test thử với lại cái con IC89S52 ở đây. Ok, thì bạn có bất kỳ cái thắc mắc nào về cái mạch nạp này hay là phần mềm nạp hay là driver cách sử dụng phần mềm thì hãy liên hệ với nhóm hoặc là comment ở phía dưới để được hỗ trợ một cách tốt nhất. Rồi. Thì video của mình đến là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.